Mai Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ câu chuyện Giải mã tiếng khóc hối hận của Gia Cát Lượng khi chàm mã tốc. Thưa các bạn, ai từng đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng rất ấn tượng với những cố sự như thất thủ ngay đình, không thành kế hay gạt lệ chàm mã tốc. Những câu chuyện ấy đã sớm trở thành huyền thoại trong cuộc bắc phạt của Khổng Minh Gia Cát Lượng. Người đời vẫn nhớ mãi về một Gia Cát Lượng túc trí đa mưu, cung cúc tận tụy. Thế còn Mã Tốc thì sao? Mã Tốc cũng là một nhân vật quan trọng trong những cố sự này, song xưa nay lại ít được đàm luận đến. Vì sao từ một lương tướng, Mã Tốc phải chịu tội mất đầu? Vì sao Khổng Minh chém Mã Tốc xong thì đổ lệ khôn nguôi? Bài viết này sẽ góp một góc nhìn cho quý độc giả. Mã Tốc từ Ấu Thường, người Nghi Thành của thành Tương Dương. Tương truyền Tốc có tài học hơn người, rất thích bàn mưu tính kế. Thừa tướng nước Thục, Gia Cát Lượng đối với Mã Tốc vô cùng coi trọng. Tiên chủ Lưu Bị trước khi lâm chung ở thành Bạch Đế từng gọi Gia Cát Lượng đến dặn dò. Khi ấy, Mã Tốc đi theo Gia Cát Lượng, đứng túc trực bên Long Sàng. Lưu Bị cho Mã Tốc lui, hỏi riêng Gia Cát Lượng rằng thừa tướng coi tài Mã Tốc thế nào. Gia Cát Lượng đáp, thần thấy người ấy cũng là bậc nhân tài đời nay. Lưu Bị lắc đầu, không phải, trẫm thấy người ấy khoe khoang vượt quá thực tài. Nói thì nhiều mà làm thì kém, không nên ủy thác đại sự, khanh cần xét thật kỹ mới được. Gia Cát Lượng vẫn giữ Mã Tốc ở bên mình cho giữ chức tham quân. Thường thảo luận việc quân cơ chiến lược. Bản thân Mã Tốc cũng coi Gia Cát Lượng là thầy, tự nhận rằng mình học được rất nhiều điều từ ông. Năm Kiến Hưng thứ 3, nhà Thục Hán, tức năm 225, Gia Cát Lượng dẫn đại quân Nam Chinh trực tiếp dấn thân vào vùng đất Sơn Lam chướng khí để bình định quân phản loạn. Ung Khải đã bỏ Thục theo Ngô ở Nam Trung, nay thuộc địa giới các tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam Trung Quốc. Mã Tốc khi ấy ở lại Thành Đô. Trước khi chia tay, Gia Cát Lượng hỏi Mã Tốc kế sách bình định miền Nam. Mã Tốc bèn hiến kế: phàm đạo dùng binh, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách, tâm chiến là thượng sách, binh chiến là hạ sách. Mong thừa tướng lấy đức phục người, khiến cho Nam Man không đánh mà tự quy thuận, ấy mới là thượng sách vậy. Gia Cát Lượng nghe theo kiến nghị này của Mã Tốc, 7 lần bắt lại 7 lần tha thủ lĩnh quân Nam Man là Mạnh Hoạch để thu phục lòng người. Sau đó Gia Cát Lượng dùng chính sách lấy người Man trị người Man, không lưu quan cũng chẳng lưu binh lại, cho các thủ lĩnh địa phương tiếp tục nắm quyền. Bởi thế, sau này dù là khi Gia Cát Lượng không còn tại thế, người Man cũng không dám làm phản Thục Hán nữa. Có thể thấy được kiến thức của Mã Tốc quả không tầm thường. Đúng là người có tài nhìn xa trông rộng. Không trách Gia Cát Lượng vốn tinh thông binh pháp vẫn luôn phá lệ hậu đãi Mã Tốc. Khi quân Thục Bắc phạt lần thứ nhất, Mã Tốc đã bày kế ly gián Tư Mã Ý với Ngụy Đế Tào Duệ. Hậu quả là Tư Mã Ý bị cách chức, quân Thục đánh đâu thắng đó, chỉ còn một bước nữa là tiến sát đến cựu đô Trường An. Chuyện này càng khiến Gia Cát Lượng ngày càng tin tưởng Mã Tốc hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vết nhơ ở Nhai Đình. Sau khi bình định xong phía nam nước Thục, Gia Cát Lượng dâng biểu lên hậu chủ Lưu Thiện xin cầm quân bắc phạt Tào Ngụy. Đây chính là xuất sư biểu nổi tiếng lịch sử. Kiến Hưng năm thứ 6, năm 228, Gia Cát Lượng lần đầu tiên dẫn quân bắc phạt, lệnh cho Triệu Vân, Đặng Chí đánh nghi binh vào Cơ Cốc, nay là phía bắc Hán Trung Thiểm Tây. Còn Gia Cát Lượng thân chinh dẫn 10 vạn đại quân bất ngờ đột kích ra Kỳ Sơn. Ngụy Đế Tào Duệ sai Tư Mã Ý là Trương Cáp ra địch. Khi ấy, thủ hạ dưới trướng đều kiến nghị nên để các mãnh tướng Ngụy Diên, Ngô Ý đã dày dặn kinh nghiệm trận mạc làm tiên phong đối địch Trương Cáp, nhưng Gia Cát Lượng lại chọn Mã Tốc làm tiên phong.
Vương Bình làm phó tướng cùng sai Ngay Đình trấn thủ. Trước khi đi, Gia Cát Lượng còn dặn dò Mã Tốc nhiều lần rằng phải dựng trại ở trên đường lớn để phòng thủ. Mã Tốc vâng dạ rồi tức tốc sai Ngay Đình. Tuy nhiên khi đến nơi, Mã Tốc đã sớm quên lời dặn của thừa tướng, cậy mình hiểu biết binh thư cho rằng đem quân đóng trên núi thì lúc đánh xuống có thể chiếm thế thượng phong, đập tan quân địch. Vì thế, Tốc đã không đóng trại ở đường lớn là chỗ gần nguồn nước mà mang toàn bộ 2 vạn đại quân đóng trên núi. Phó tướng Vương Bình nhiều lần khuyên nhủ nhưng Mã Tốc đều bỏ ngoài tai. Tốc còn nói, tôn tử có câu, bỏ vào đất chết rồi mới sống. Nếu quân Ngụy chặn đường lấy nước, quân Thục tất nhiên phải liều chết mà đánh. Một người sẽ địch nổi 100 người. Ta học binh thư chán ra rồi đây. Thừa tướng mọi việc còn phải hỏi đến ta, sao ngươi cứ ngang ngạnh làm vậy? Vương Bình lại xin chia cho mình một nửa quân để đóng trại dưới núi, làm thế ỷ dốc ứng cứu lẫn nhau. Tốc chỉ cấp cho binh 5.000 quân. Vương Bình gấp rút hạ trại dưới núi, sai người vẽ bản đồ đóng trại về báo cho Gia Cát Lượng, đồng thời thuật lại chuyện Mã Tốc tự ý đóng trại trên núi. Khi đại quân của Tư Mã Ý đến nơi, Trương Cáp đi trước tiến vào Nhai Đình, thấy Mã Tốc bỏ nguồn nước mà lên núi đóng trại, trong lòng vô cùng mừng rỡ, lập tức xua quân giữ nguồn nước, bóp chặt đường Vận Lương. Vây Mã Tốc ở trên núi, chỉ mấy ngày sau quân Thục khát nước, tràn xuống núi mấy lần đi tìm nguồn nước đều bị quân Ngụy đánh rát. Không sao tiến thoái được, quân Thục càng thêm hoang mang, mất hết ý chí chiến đấu, không đánh mà tự loạn. Tư Mã Ý nhân đà lệnh cho quân lính phóng hỏa thiêu núi, thừa dịp tập kích, đánh cho Mã Tốc đại bại, Mã Tốc thất thủ Ngay Đình, chiến cục đột ngột thay đổi. Sau thất bại của Mã Tốc, quân Thục mất đi chỗ dựa, bị Tư Mã Ý chiếm thế thượng phong, Gia Cát Lượng đành phải bày ra không thành kế, nổi tiếng lịch sử ở Tây Thành mới thoát khỏi móng vuốt của Tư Mã Ý. Đó gần như là lần duy nhất Gia Cát Lượng mạo hiểm trong đời cầm quân của mình. Tam Quốc Diễn Nghĩa kể rằng sau khi quân Tư Mã Ý rút đi, Khổng Minh thở phào nói với Tả Hữu, quân ta chỉ có 2.000 người, nếu bỏ thành chạy thì trốn làm sao cho kịp. Tư Mã Ý nó chẳng tóm cổ giáo ư. Nhưng mất Ngay Đình, kế hoạch của Gia Cát Lượng cũng đã phá sản. Ông bèn thu dọn lực lượng rút toàn quân về Hán Trung. Lần Bắc phạt lần này quả là đã công cốc mất rồi. Bắc phạt lần này Gia Cát Lượng vốn đã tính toán kỹ lưỡng, trước sau đã điều động binh tướng cẩn thận. Trước đó lại chiếm được 3 quận Thiên Thủy, Nam An và An Định của nước Ngụy. Có thể nói, tình thế lúc ấy quân Thục đã chiếm ưu thế tuyệt đối so với quân Ngụy. Tư Mã Ý vừa phải hành quân 1.000 dặm giết phản tướng Mạnh Đạt ở Tân Thành, lại phải vội vã tiến ra Ngay Đình chặn quân Thục. Khi nhận được tin quân Thục đã đến Ngay Đình trước để thủ thế, Tư Mã Ý đã ngửa cổ than trời, Gia Cát Lượng thực là thần nhân, ta không bằng được. Thế nhưng khi biết người trấn thủ Ngay Đình là Mã Tốc, Tư Mã Ý khẳng định ngay, đồ ấy chỉ có hư danh, chức tài thì tầm thường lắm. Khổng Minh dùng người ấy, làm gì chẳng lỡ việc. Chính vì Mã Tốc trái lệnh, làm mất Ngay Đình, nên cuộc chiến Thục Ngụy đột nhiên đảo chiều. Quân Ngụy nắm được ít hầu của quân Thục, chặn được đường Vận Lương, khiến quân Thục không đánh mà phải rút về. Ở đây có thêm một chút, từ khi mất Kinh Châu về tay Đông Ngô, quân Thục đã mất đi một con đường bằng phẳng và dễ dàng để tiến vào Trung Nguyên. Trong đó, tất cả những lần Gia Cát Lượng phạt Ngụy, ông chỉ có thể tiến quân ra Kỳ Sơn, vượt qua muôn núi nghìn sông của đất Thục hiểm trở để tiến vào Trường An. Vận Lương luôn là điểm yếu của quân Thục. Lương thảo không đủ thì không thể tiến hành một cuộc chiến lâu dài. Quân Ngụy chỉ cần thủ vững không ra, hoặc bằng cách nào đó làm gián đoạn đường Vận Lương thì quân Thục sẽ rơi vào thế bị động ngay. Tư Mã Ý lần này chiếm được Ngay Đình, tấn công Tây Thành đã cắt đứt đường Vận Lương gần như duy nhất của quân Thục. Trách chi Gia Cát Lượng chẳng dẫm chân than trời rằng Mã Tốc bất tài làm hại đại quân ta rồi. Mất đi bàn đạp Ngay Đình, Gia Cát Lượng phải lui binh một hơi về Hán Trung.
cuộc bắc phạt coi như thất bại, tổn công vô ích. Sau khi trở về, vì để giữ nguyên quân Pháp, Gia Cát Lượng đem Mã Tốc dùng các tướng trấn thủ nhai khác là Trương Hưu, Lý Thịnh đem chém đầu thị chúng. Riêng Vương Bình được ban thưởng, thăng làm tham quân, thống lĩnh năm quân kiêm chức, đương danh sự, thảo khấu tướng quân và sắc phong đình hầu. Đây là sự thăng tiến đặc biệt vượt cấp đương thời, mọi người đều cho là xứng đáng. Thừa tướng Gia Cát Lượng lại viết tờ tấu lên hậu chủ Lưu Thiện xin hạ tước vị của mình xuống 3 bậc, đồng thời công bố sai lầm của mình cho cả nước được biết, làm gương cho mọi người tự vạch khuyết điểm của mình. Sau khi Mã Tốc chết rồi, Gia Cát Lượng đích thân đến viếng tang, chảy lệ, khóc thương. Gia Cát Lượng an ủi con cháu của Mã Tốc và lo chu cấp tử tế cho cả nhà của Tốc. Năm ấy, Mã Tốc chết khi mới 39 tuổi. Thưa các bạn, chuyên mục văn hóa của chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.